Xin chào các bạn, có bao giờ các bạn nghĩ là có thể cho cá của mình hàng trăm con hoặc là dưới hàng trăm con, số lượng ít cho ăn trùng như thế nào không? Mình thì lúc trước mình cho ăn rất là thủ công, mình từng bóc từng miếng trùng như thế này và cho cá mình ăn. Cái như vậy rất mất thời gian các bạn ạ. Có một người bạn của mình đó là trại cá Mario thì có chỉ cho mình cách đó là dùng những cái chai như thế này và chúng ta sẽ cho ăn số lượng nhiều bằng cách là bỏ trùng vào trong này và lắc cho nó đều trùng rồi xịt cho nó lên. Có cái chỗ này nó bắt một lỗ nữa. Thì đối với đó là trại người ta nuôi số lượng nhiều, còn đối với mình thì nuôi khoảng dưới 100 con thôi, số lượng không có nhiều. Mình sẽ lấy một số lượng trùng vừa đủ cho cái bầy cá của mình ăn và mình cho vào một cái hũ keo như thế này. Đây số lượng keo như thế này thì các bạn sẽ dùng một cái ống, đây là cái ống hút, loại này thì cũng khá là rẻ, 5.000 một cây. Các bạn có thể tới các tiệm cá thì đa số các tiệm cá đều bán cái loại này, nó có nhiều loại lắm, loại 5.000, loại 3.000. và mình sẽ đổ thêm một ít nước, nước hay nước sạch nha các bạn. Trùng này đã làm sạch rồi, trùng rất là sạch. Nếu mà trùng dơ thì các bạn có thể xử lý nó. Sau đó mình sẽ quậy cho nó đều lên. Tại vì mình quay một tay nên mình làm tay nó hơi bị khó khăn một chút thôi. Đó, rồi các bạn sẽ hút. Và cho ăn như thế này. Mỗi con chúng ta sẽ bóp một số lượng vừa đủ. Cái việc mà làm như thế này á, thì càng bã nó hay bám con trùng á, thì làm quậy như thế này á, nhiều khi là cái càng bã nó sẽ rơi ra và làm cho con trùng nó sạch hơn. Tại vì mình cầm điện thoại nó hơi quay nên nó hơi bị khó khăn chút. Lúc trước thì cho ăn khoảng trăm con thì chạy khoảng mất có 10 phút là cùng. Không phải ai cũng biết được những cái mà mẹo nhỏ trong cái việc nuôi cá beta hoặc là nuôi cá guppy. Chủ yếu là người ta có muốn chia sẻ những cái điều mà các bạn cần hay không. Một số người thì người ta sẽ nói à, trời cái này cũng quay lên cho người ta cũng xem, ai là không biết. Nhưng mà thật ra đâu phải ai cũng biết đâu các bạn. Mấy người mới chơi á, đâu phải mà người ta biết hết được tất cả điều rồi cũng số không cả. Mình lúc trước cũng vậy thôi, cũng đi học hỏi từng người và người ta chạy một ít và sau đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân riêng mình, cảm thấy cách nào phù hợp hơn nhất. Mình nuôi số lượng ít thì mình làm cách này, nếu mà nuôi số lượng nhiều thì mình sẽ dùng cái chai. Chỉ cần một con hút và một cái keo bỏ trùng vào một vậy như thế này thôi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái video khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn các bạn.